Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 27 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin vừa được Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cung cấp, trong đêm nay và ngày mai, tỉnh chịu ảnh hưởng rìa phía tây nam của lưới áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch ra phía đông, kết hợp với trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 14 đến 33 độ. Cụ thể, khu vực các huyện phía bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai có thể là 14 độ C, có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Khu vực các huyện phía đông của tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đây là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh với nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Thưa quý vị, thời gian qua, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng hệ thống IoT đã được nhiều địa phương triển khai và đạt được những kết quả khả quan, giúp nông dân giảm áp lực về chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình canh tác. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng đến với huyện Di Linh để tìm hiểu về mô hình hỗ trợ lắp đặt hệ thống cảm biến theo dõi tiểu khí hậu tại vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao nơi đây. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.